Sáng 11 tháng 4, thông tin từ Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Krông Năng, Đắk Lắk cho biết ở huyện vừa xảy ra vụ 3 học sinh chết đuối thương tâm. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 10 tháng 4, người dân và gia đình phát hiện 3 em học sinh chết đuối tại ao của một gia đình ở Buôn Ia Lê, xã Zlia Ia. Đó là NG, TH, H, G, sinh năm 2007, học sinh lớp 8H trường trung học cơ sở Ama Trang Lơng. Em NG, TH, NG, TR, sinh năm 2012, học sinh lớp 4 và em M, TH, D, sinh năm 2010, học sinh lớp 5 trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc. Cả ba đều trú tại Buôn Ia Lê, xã Đê Lơi Dê Gia, huyện Krông Năng. Ông Nguyễn Xuân Bảy, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Krông Năng, cho biết ngay sau khi xảy ra vụ việc, phòng đã chỉ đạo ban giám hiệu trường tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình. Trong sáng 11 tháng 4, Ủy ban Nhân dân huyện Krông Năng cùng phòng giáo dục đào tạo tổ chức đoàn thăm hỏi và hỗ trợ gia đình các em.